À. Dạ, 50 triệu cho con bò luôn. What? Bạn được nâng lên. Đây, con này là con 2870 nè, con này là con trước theo máy của này. Đó, rồi bây giờ theo máy là gọi là Kidland á, rồi con này dòng mới cái nè. Này đời mới hơn. Đời thì, cao hơn một đời. Thì cái con này nó khác kia là nó zoom ít hơn con này một xíu. Mà đừng có nó gọn hơn nè. Dạ, chất lượng quang học lại tốt hơn. Tốt hơn. Thì em muốn thì em thử coi hai con này. Dạ, em coi lấy được. Thì cái con này bây giờ không có hàng mới không anh? Có. Có hàng mới không? À. Thì sẵn em đưa ra cho mình. À. À sẵn thì thử luôn hai con đúng không? À. Con này là AB4 mua là theo máy luôn hả anh? À mới biết luôn á. Mới biết có AB4 có lẽ này nè. Gọn hơn. Gọn hơn kia nhiều. Qua xong lấy luôn. Ô, cầm dạ, cầm. Giờ chơi lớn luôn. Nguyên một bộ cho anh luôn thì giá nó 50 triệu 200 ngàn đi anh. Dạ hết cỡ. Còn em bán lỗ thì em bán làm chi là đúng rồi. Sao hả? Thôi cho em đủ vô chi phí và vốn thôi. Ủa vậy à? Cái lens này đâu có gắn filter được hả ta? Dạ được, gắn filter của mình là 40.5. 40.5. Giờ sao hả? Trời ơi luôn. Dạ. Bán hàng mà có hàng đi xin thì cho mình là vốn thôi. Vậy là, vậy là 50 triệu 2 phải không? Rồi, để quyết định lấy phải không? Dạ. Ok, thôi vậy lấy đi. Vậy là cái AB3 với len này phải không? Len này. Cái len mới á. À, len mới với cái pin. Rồi, ok. Hay rung không? Hay rung, sao rung? Lên đâu cầm cục này hay rung. Cục này vẫn rẻ hơn cái máy tính của em mà. Đây các bạn học viên đầu tiên bên mình đây. Bây giờ đi mua máy quay Sony AB3 len 2870. Lightning Pro 3 mini thì đối với cái đó Let's Go này hết biết mở rồi. Đó này lên em. Con này cái này đó. Rồi chưa có kinh nghiệm mở hộp. Rồi giờ có kinh nghiệm mở hộp rồi. Đó này sắp hướng dẫn. Thôi cái này giờ đọc xa đi. Má dưới á. Bên mình có yêu cầu xuất phát đúng không ạ? Đó, có dây đeo kìa. Có tầm 10. Thì hai món có bát, một món không có bát. Cái adapter nít là không có bát. Đó. Đồ mới đã không? Dạ. Thơm không? Thơm mùi tiền. Cái dây adapter nít đó là không có bát. Thơm mùi tiền nè. Cắn lên vô, cắn lên vô thử đi. Ừ, tháo cái nắp ra, cắn lên vô. Mình đang nói câu chuyện quay thôi, ngàn tiền có đủ. Dạ. Đó, trắng vô. Cái điểm trắng nó ngay cái ngàm trắng ấy, nó hơi gây. À. Nó có cái trắng ấy. À cái điểm trắng là đúng rồi, trắng vô. Đúng rồi. Dạ. Đó, chặn ngay cái cục chưa? Tất cả là tổng số tiền. Rồi, cứng. Ờ, vậy là ok đó, mở lên đi. Không pin chưa? Chưa pin mà. Đây còn pin đây nè. Bên đâu? Đây nó có dây sạc nè. Đó. Đúng rồi, không có pin luôn. Ủa pin đâu? Đây nè. Giấu kỹ. Pin giấu kỹ quá. Đó. Cho được hai cái vẫn vậy. Đâu? Sản phẩm vẫn vậy. Phải không? Vậy được đúng không chị? Không, cái này không phải cái này. Cái sạc ha. Cắm sạc. Cái gì chị chuyển máy cho chị Hằng nói chị qua làm buổi gì chi tiền vô xong rồi. Này đúc vô rồi, đây đó. Nè, đây nó có cái khe này, anh thấy khe trong này có khe cho đây không đó. Đây có khe tương ứng này đó. Dạ. Thì em đúc vô hướng này. Đúc vô đây. Đây, thôi. Cái pin mới đó, con biết pin mới đó. Đây, lấy cục này thử. Dạ. Không pin mới cho màu trắng không có pin á. Ngược lại. À, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Rồi mở lên coi. Đó, đó là hình không? Mở lên hình này kìa, chọn ngôn ngữ, chọn cái gì đó phải không? Dạ đúng rồi. À, chọn anh tiếng Anh đi, với lịch. Chọn ngày giờ, chọn Bangkok á. Bấm sao hồi nó hiện ra Bangkok á. Đó, đó, đúng rồi. Rồi, giờ chọn đây. Rồi. Ngày giờ chọn đi. Ừ, thời gian ngày, hôm nay là ngày 14 phải không? Dạ. Rồi, tháng 7.
rồi 2022. Giờ giờ này là 3 giờ. Rồi đúng. 15 giờ. À đúng rồi, đúng 5 rồi. Phút. 5 phút ừ. Thôi. Thôi xong vậy. Giờ rồi bấm giữa. Ừ ok. Thôi xong. Rồi vậy thôi. Đây đây ở cái này đây đây manh manh gì gì. Có cần xếp không anh? Đây đây là 7 tỷ em à. Thôi enter luôn đi. Ờ rồi. Tính sao? Rồi bấm ok thôi. Rồi đó đã lên rồi đó. Đó, cái đang chế độ gì? Đang chế độ quay phim hay chụp hình kìa. Chuyển qua chế độ quay phim kìa. Ờ, quay... Đây nè, cái đây nè. Đấy, cái này nè. Ờ, dạ. Ừ, anh xây cho. À, 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 phải xây cho đúng. Ờ, xây cho đúng nó mới cái chế độ đó. Rồi. Ừ, đó. Chưa gắn thẻ nhớ nên chưa có bấm quay được nha. Nó gắn thẻ nhớ vô. Nó đang báo là không có thẻ nhớ nè. Ủa, sao cái này nó cứng chứ? Đi mua cái máy quay về, đây mua A73 và lên lên kit. Lên kit là như là 2860 không ta. Lên này như theo con body Sony A74 nè các bạn. Đó. 2860 phải không? Bây giờ thử trải nghiệm đi. Lâu ngày tới sức lại cái quất con máy quay này. Đây. Đây con máy đây. Đây. Mua máy xong. Mua máy đóng cầm sơ sơ xong bây giờ bỏ đi bơi. Không biết chừng nào ghé lấy luôn. Hỏi Hải rồi nó nói có thể mai ghé lấy không chừng. Cơ bô này gọn thì giống như máy du lịch. Lens này là theo body của Sony A74 nha các bạn. Gọn nhẹ luôn. Cảm giác nó chắc chắn nó đẹp hơn là cái lens 2870 theo body AP3 nha các bạn. Để mai nhà Hải qua quay vlog cho mình sử dụng con này và mình sẽ review về cái con lens này cho các bạn xem nha các bạn. Ok. Bye bye.